Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Mở đầu mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Giáp Thìn. Bắt đầu với sáng ngày thứ năm tại khu vực mở đầu Lido Sài Gòn trong ngày hôm nay, trời có mây vào ban ngày. Trưa ngày hôm nay tại đây trời có nắng yếu và đêm ngày hôm nay càng về khuya trời càng có nhiều mây mù. Nhiệt độ có phần giảm nhẹ hơn so với ngày hôm qua với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức vào khoảng 64 độ cho ban ngày, 55 độ cho ban đêm. Ánh mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 08 phút và lặn vào lúc 7 giờ 31 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 63% vào ban ngày tăng lên đến 77% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Nam vào ban ngày. Chiều ngày tối ngày hôm nay sức gió thay đổi từ hướng Nam với cường độ yếu hơn 9 dặm một giờ. Và chỉ số tia cực tím giữ ở mức vào khoảng 8 trên 11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ sáu, trời có mây vào sáng ngày mai tại vùng Lido Sài Gòn. Nắng xuất hiện vào giữa trưa và tối ngày mai trời âm u. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 66 độ cho ban ngày, 55 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 12 tới 13 dặm một giờ, di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, hướng Nam vào ban đêm. Và chu kỳ mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 07 phút. Tiếp nối, mình đang xin kính mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ trong ngày thứ năm hôm nay cùng với đài trình IPC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.